Tôi đến công ty Tuyết Trắng khá muộn vì bị kẹt xe. Thấy mọi người tham gia phỏng vấn đều đã về hết, nên tâm trạng cũng có hơi lo lắng. Cô nhân viên tiếp tân xinh xắn nhoẻn miệng cười, nhìn tôi chăm chú rồi nói: "Sao anh đến trễ vậy? Vui lòng ngồi đợi để em báo với sếp nha." "Dạ, tôi bị kẹt xe. Cảm ơn cô." Một lát sau, cô trở ra và hỏi bằng giọng vui vẻ: "Anh có mang theo bằng cấp, lý lịch và đơn xin việc không?" "Ồ, dĩ nhiên là có ạ." "Vậy anh vào thẳng phòng giám đốc nha. Đi dọc hành lang, rồi rẽ trái, phòng thứ hai." Tôi nghe nói đây là một công ty chuyên nhập khẩu, phân phối các sản phẩm làm đẹp và thực phẩm chức năng dành riêng cho phái nữ. Nhưng hơi lấy làm lạ vì quang cảnh khá trống trải. Có lẽ do mới thành lập và đang tuyển dụng nhân sự nên không khí hoạt động ở đây mới vắng lặng như thế. Ngó quanh quất, tôi không thấy có thêm ai khác ngoài cô nhân viên làm việc ở bàn tiếp tân. Vừa nhìn thấy giám đốc, tôi còn bất ngờ hơn. Đó là một phụ nữ trung niên, đẹp sắc sảo và ăn mặc khá khiêu gợi. Tôi nào giờ không quen với môi trường công sở nên nhìn chị trông chẳng có vẻ gì là giống với hình ảnh một giám đốc đạo mạo như trong trí tưởng tượng. Tôi cúi chào rồi đưa sấp hồ sơ. Chị gật đầu, mở tờ CV của tôi ra xem. Một lúc sau, chị ngẩng lên nhìn tôi từ trên xuống dưới. Cách quan sát soi mói như xem xét đánh giá một món đồ khiến tôi thấy hơi nhột nhạt và có chút ngượng ngùng. Nhưng chị giám đốc đã cười rất tươi: "Cậu ngồi xuống đi." "Dạ, em cảm ơn chị." "Cậu là Trần Trung Chiến, trong lý lịch ghi chưa vợ phải không?" "Dạ phải." "Tên Chiến mà chiến đấu có tốt không?" Tôi chừng hững, không hiểu giám đốc hỏi vậy là ý gì nữa. Nhưng thấy chị cười sảng khoái nên tôi cũng cười theo. Chị lại hỏi tiếp một câu ngoài lề, chẳng dính dáng gì tới công việc: "Sao gần 30 rồi còn chưa chịu cưới vợ? Có người yêu không?" "Dạ, tại em chưa có sự nghiệp gì ra hồn nên chưa muốn lập gia đình. Với lại em mới 28 thôi mà. Còn lúc này thì cũng có người yêu." "Trong lịch sử công việc, cậu ghi là một freelancer chuyên chụp ảnh và thiết kế đồ họa. Cậu không làm hẳn cho một công ty nào sao? Thế trước đây thu nhập có ổn định không?" Tôi biết chị hỏi vậy là để đánh giá khả năng của tôi. Vì nếu thu nhập không ổn định thì đồng nghĩa với chuyện thất nghiệp dài dài, chẳng ai thèm mướn. "Dạ, tại em thích tự do thoải mái. Còn việc làm thì làm không hết việc ạ." "Thế à, vậy sao giờ lại đi xin việc?" "Dạ cũng có chút lý do riêng." "Vậy tôi không hỏi vấn đề đó nữa. Nếu được nhận vào làm, cậu có thể đi công tác vài ngày và làm việc ngoài giờ mà không gặp trở ngại gì chứ?" "Em chẳng có ràng buộc chuyện gia đình, nhà cửa gì hết nên có thể làm việc ngoài giờ được ạ." "Tốt, vậy mai đi làm ngay được không?" "Ồ, dạ được chứ ạ." Tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Giám đốc chẳng hỏi han gì đến khả năng chuyên môn và tay nghề mà đã nhận tôi vào làm chỉ sau vài câu hỏi trớ trêu, chẳng ăn nhập gì tới công việc, khiến tôi cũng thấy hơi hoang mang. Định hỏi là sẽ đảm nhận công việc gì với mức lương bao nhiêu thì chị làm như đoán được ý nghĩ trong đầu của tôi nên nói luôn: "Công việc chính là trợ lý cho tôi, ngoài ra đảm nhiệm khâu thiết kế nhãn hàng, kim luôn hỗ trợ bộ phận marketing. Cậu thấy có trở ngại gì không?" "Dạ, em nghĩ không vấn đề gì." "Lương thử việc là 20 triệu trong tháng đầu tiên. Nếu cậu làm tôi hài lòng thì từ tháng thứ hai sẽ là 30 triệu. Việc làm ngoài giờ và công tác phí tính riêng. Đồng ý không?" Tôi choáng váng mặt mũi vì mọi chuyện thuận lợi hơn cả sự mong đợi. Sao dễ thế nhỉ? Mà mức lương phải nói là khá hậu hĩnh.
Tôi gật đầu như máy. Dạ đồng ý ạ. Chợt chị nheo mắt nhìn tôi, cũng cái nhìn theo kiểu muốn lột trần người khác ra, rồi hỏi một câu làm tôi lúng túng. Cậu có tập gym không? Mà sao trông đô thế? Ôi dạ, em không đi gym, nhưng có tập thể dục và tập tạ ở nhà. Tốt, trông khỏe gớm nhỉ? Cũng thường thôi ạ. Tôi thoáng thấy chị kín đáo quay mặt đi, cười mím chi một cách khó hiểu. Khi ra ngoài gặp lại cô tiếp tân thì cô ấy niềm nở hỏi tôi: được nhận vào làm rồi phải không anh trai? Tôi trố mắt ngạc nhiên: ủa, sao cô biết hay vậy? Cô ta nhìn tôi cười bí hiểm: mới gặp anh là em biết sẽ được nhận ngay mà. Mai đi sớm chút, gặp em chỉ chỗ ngồi cho. À này, em tên Như. Hân hạnh được biết cô. À, giám đốc tên gì nhỉ? Tôi còn chưa biết. Tên đầy đủ của chị ấy là Dương Thị Mai Hương. Nhớ nhé. Tôi nhớ rồi. Tôi ra về mà trong lòng phơi phới. Chưa gì đã thấy thích chỗ làm này. Công ty toàn là người đẹp không à? Sếp lại là phụ nữ nữa chứ. Mà làm việc chung với đàn bà con gái thì ít nhiều gì cũng dễ thở hơn so với sếp đàn ông. Kinh nghiệm giao tiếp của riêng tôi bao lâu nay cho biết như thế. Ở đời không ai tính trước được cái gì hết. 7-8 năm nay, tuy không làm công việc cố định, nhưng tôi cũng kiếm ra tiền như một freelancer bảnh trai, lắm tài nhiều tật. Dù không có quá nhiều tiền, nhưng cũng đủ cho tôi sống theo cái kiểu lông bông, làm việc tùy hứng, ăn chơi bạc mạng và thả sức lằng nhằng gái gú. Nhưng có lẽ cuộc chơi nào rồi cũng phải tàn. Đến đúng thời điểm thì đàn ông nào cũng sẽ gặp một cái gông êm đềm vừa khít tròng vào cổ, hết đường cựa quậy. Mà cái gông của tôi chẳng những vừa êm ái, lại còn vừa xinh đẹp dễ thương, đến nỗi có cho vàng tôi cũng không bao giờ muốn tháo ra. Chuyện là như vậy. Trong một lần đi dự sinh nhật thằng bạn, tôi tình cờ quen được một em gái nhà lành, dễ thương như nữ diễn viên Hàn Quốc Song Hye Kyo lúc mới 20 tuổi. Phải nói ngay, lần đầu chạm mắt em thì tôi lập tức bị hớp hồn, ngẩn ngơ như trai tơ mới lớn. Cú sét đó giáng vào đầu tôi một phát nhán lửa, không đỡ nổi. Nhưng ơn trời, em cũng xính vính chẳng thua kém gì khi lần đầu nói chuyện với một gã bad boy như tôi. Tụi tôi yêu nhau chỉ sau chưa đầy 24 giờ gặp gỡ, cứ như là đã thuộc về nhau từ kiếp trước. Và ngạc nhiên chưa? Lần đầu trong đời, mọi thứ bỗng trở thành lớn chuyện khi tôi đồng ý theo em về ra mắt gia đình. Trước giờ chỉ nghe em giới thiệu tên Mai và ba má làm nghề buôn bán, chứ chưa từng nghe đề cập đến nguồn gốc gia phả nhà em. Chỉ tới khi giáp mặt mọi người thì tôi mới giật mình bật ngửa, vì em tên thật là A Muối, người Việt gốc Hoa chính cống. Hay à, ông bà già vợ tương lai của tôi còn nói tiếng Việt gạt ngọng nghịu không dành nữa chứ. Hình như em chưa nói gì về tôi nên ba em tỏ ra khá bất ngờ khi thấy tôi là người Việt. Cũng nên biết là tập quán của người Hoa ít chịu gả con cho người dân tộc khác. Ông tỏ ra không mấy niềm nở, nhưng em đã vỗ vỗ lưng tôi trấn an: không sao đâu mà, ăn thua em thôi ha. Rồi em nói nhỏ với ba của mình: đối xử tử tế chút nha ba, mai mốt con sẽ cưới ảnh làm chồng đó. Tôi ngại ngùng và bối rối hết sức khi thấy ông già của em lắc lắc đầu, thở ra ngao ngán. Hay da, chết mẹ rồi. Có lẽ ông thấy tướng tôi dân chơi quá nên phát hoảng hay sao ấy. Nhưng rồi ba của A Muối cũng hỏi tôi: lị có biết bùng ban không? Tôi e dè lắc đầu, thì ông nói:
Hay à, ngộ băng bánh bò, bánh thiêu giò cháu ấy, gia truyền mấy chục năm rồi. Ngộ lui lỡ ăn học à, tới lời tới chôn à. Lý không có đi làm công ty, không có biết buôn bán á, thì làm sao mà lui con gái ngộ. Nghe hỏi mà tôi cũng không biết giải thích ra sao cho ông hiểu, nên đành cười trừ. Chỉ thấy ba A Muối liên tục lắc lắc đầu thở ra. Bỏ mẹ rồi. Sau lần đó, tuy vẫn yêu và mê em như điên như khùng, nhưng thú thật rằng lòng tôi có chút phân vân, vì không biết mình có hòa nhập được với cách sống, phong tục tập quán khi về làm rể nhà A Muối không nữa. Nhưng con nhỏ đẹp quá mà, nó ăn diện vào thì ôi thôi, nó đẹp. Đẹp một cách ngon lành, hấp dẫn, như mấy em diễn viên phim sáp mà tôi hay coi mỗi tối. Mà A Muối ngoan hết biết. Tôi không hiểu sao sống ở cái đất Sài Gòn trộn rộn này mà em vẫn giữ được nét ngây thơ nay vàng ngơ ngác đến thế. Làm như em bước ra từ câu chuyện cổ tích nào đó dành riêng cho tôi vậy. Em cứ làm tim tôi nhảy loạn xạ, mệt chết đi được. Quen em gần cả tháng rồi, ấy vậy mà một cái thằng đầu có sạn như tôi vẫn chưa thể làm ăn sơ muối gì được. Không phải vì em quyết liệt phản đối, mà chính là do cái kiểu trong trắng hồn nhiên của em khiến tôi tự cảm thấy mình vô cùng tội lỗi và xấu hổ khi trong đầu xuất hiện tà ý. Trời đất ơi, tôi không biết mình trở thành quân tử tàu hồi nào nữa mới tai hại chứ. Trong một lần rủ em đi chơi Đà Lạt, dĩ nhiên tới tối hai đứa ngủ cùng phòng và chung giường. Hay à, tôi là một thằng thanh niên sức lực tràn trề, không bị khuyết tật yếu sinh lý bẩm sinh gì hết trơn. Nằm chung giường, ôm gọn một em trắng trẻo nuột nà, xinh tươi như hot girl trong vòng tay. Mọi người nghĩ coi, tôi đâu có phải ông Phật ngồi trên bàn thờ mà không chút cảm xúc. Bữa đó cái sự ham hố nó trỗi dậy đùng đùng, nên tôi cứ quậy quọ, hung hít em hàng giờ không biết chán. Đến nỗi tôi làm cho con nhỏ cũng bị phấn khích quằn quại theo. A Muối thở hổn hển nói với tôi: "Anh ơi, buông em ra đi." "Trời đất, ngu sao buông? Anh cứ vậy một lát em chết cho coi." "Cưng à, em dễ thương quá đi, làm sao anh buông em ra nổi?" Và tôi năn nỉ dụ dỗ em tạm ứng cho tôi luôn cho rồi, vì trước sau gì thì tôi cũng cưới mà. Nói láo ra đường xe cán. Phải nói rằng khi đó dù em có là người Hoa, Tày Nùng hay Mường Máng gì đi nữa thì tôi cũng hứa láng. Nhưng vào cái lúc mà tôi ngừng hung hít để nói chuyện thì A Muối cũng dần hoàn hồn. Em nằm dịch người ra và hỏi tôi: "Anh có yêu em thật không?" "Trời, nhìn mà không biết hả? Yêu thế bà nội luôn. Cái mặt xạo nè. Vậy mai về Sài Gòn đi xin việc đi." "Trời, anh có việc làm thường trực mà, đâu có thất nghiệp gì đâu, dư sức nuôi em." "Nhưng em muốn anh có một công việc cố định, đi làm việc giờ giấc rõ ràng. Mai mốt lấy nhau rồi, chuyện đó rất cần thiết. Ba mà nghe anh đi làm thì ổng ok chuyện tụi mình liền. Còn nếu không chịu đi xin việc thì về phụ bán bánh bò bánh tiêu với ba đi, cũng được nữa." "Mẹ ơi, sao được? Thôi thôi, để anh đi xin việc." Coi cái mặt hốt hoảng kìa. "Anh về bán bánh bò bánh tiêu với ba, em còn yêu nhiều hơn nữa đó." "Hay à, cho ngộ xin ly chị hai. Anh nói rồi, sẽ đi làm cho cả nhà em yên tâm." "Vậy em mới thương nhiều nè. Anh xin được việc rồi, em cho anh liền." "Chắc không. Đứa nào nói láo chết. À mà nè, không có nhại giọng à nha. Ghét ghê." "Hay à, ngộ biết rồi chị hai." Đêm đó tụi tôi ôm nhau ngủ chay. Nhưng nói thiệt, hai đứa cứ xoay trở, ôm ấp hung hít cả đêm, làm tôi và con nhỏ khó chịu muốn chết.
đến gần sáng mới chợp mắt được một chút vì cả hai cùng mệt đứa đừ. Ra khỏi công ty, tôi móc phone gọi ngay cho Mai. Vừa thấy cuộc gọi của tôi, em đã hỏi tới tấp. Sao rồi anh, có được không? Ok, anh được nhận rồi cưng ơi. Thấy chưa, em nói mà không nghe. Tại anh lười quen rồi. Chứ giỏi như anh, ai mà không mướn. Nói mướn nghe kỳ quá. Anh được nhận làm trợ lý giám đốc đó nha. Tôi nghe rõ tiếng em đập tay xuống bàn. Hay quá. Vậy ăn mừng đi anh. Đồng ý. Chờ anh qua đón. Em sắp tan học chưa? Nửa tiếng nữa anh ha. Lát gặp. Tụi tôi hung nhau qua phone nghe chốc chốc. Quên nói mọi người biết, nhỏ bồ của tôi còn đang học đại học năm cuối. Tôi liền phóng xe qua trường em, rồi đậu xe dưới gốc cây trước cổng đứng đợi. Khoảng 20 phút sau, đã thấy A Muối ra tới. Phải nói, bao nhiêu ánh mắt hào háo của mấy thằng đực rựa đứng gần đó tia thẳng vào em như mèo thấy mỡ, làm tôi hãnh diện quá trời. Con nhỏ ranh mảnh ổng ẹo tiến tới trèo lên yên sau chiếc mô tô của tôi và nói thỏa thẻ: bữa nay em muốn ăn mì Hoành Thánh, rồi sau đó mình ghé qua Highland Coffee ngồi tám anh ha. Ủa, sao lúc nãy em đòi ăn mừng mà? Đi ăn nhà hàng con gà trống nha, anh bao, chơi sang một bữa ha. Thôi, nói chơi cho vui thôi, ăn vậy được rồi. Hà tiện đi anh, với lại lát em còn học buổi chiều. Ok, vậy để hôm khác. Giờ ôm cho chặt, anh phóng đây. Mỗi đứa là một tô mì ba vắt to đùng, lại còn bỏ thêm Hoành Thánh, làm no muốn tắt thở. Ăn xong, rồi đèo nhau đi kiếm cà phê ngồi đồng. Khi vào quán, tôi thấy em mơ màng một lúc, rồi đột nhiên nhìn tôi hỏi: anh ơi, khi nào cho ba biết hả anh? Biết gì? Cái vụ khi nào anh qua xin cưới em đó hả? Đồ khỉ, em nói chuyện khoe công việc của anh á. Ừ ha, mà mai anh đi làm rồi. Thôi chủ nhật tới anh qua. Bữa nay em về khoe trước với ba má đi. Dạ. Ủa, mà mai anh mặc đồ gì? Thì mặc vậy được rồi. Trời, về giặt liền hả? Thật ra tôi không có nhiều quần áo nghiêm túc, chỉ có đúng một bộ đồ vía đang mặc trên người để đi phỏng vấn. Còn toàn là quần jean rách với áo thun bụi đời, không hợp chút nào với môi trường công sở. Vậy mà tôi lại không nghĩ ra cái chuyện nhỏ mà không nhỏ đó. Em tự động quyết định: ngồi đi chơi một giờ thôi, chiều nay em cúp học, lát anh chở em ghé Việt Tiến hay một shop thời trang công sở nào đó lựa quần áo cho anh. Thôi đi, để anh tự lo được rồi, em đừng cúp cua. Nghe lời em đi mà, ngoan em thương nhiều ha. Thế đấy, hỏi mọi người cái lối làm nũng của em đáng yêu như vậy, làm sao mà tôi không chết thẳng cẳng cơ chứ. Công ty Tuyết Trắng được dựng lên như một thứ vỏ bọc hợp pháp cho hoạt động sản xuất kem trộn tại nhà của Mai Hương lâu nay. Vậy chỉ cần tuyển thêm người để làm gì? Thật ra chị đã suy nghĩ nhiều đến việc cần phải cải tiến lại vỏ hộp, bao bì, nhãn hiệu và hoạt động quảng bá sao cho bắt mắt và chuyên nghiệp hơn. Tạo lòng tin và gây ấn tượng tốt trong mắt người tiêu dùng luôn là điều cần thiết trong hoạt động kinh doanh lâu dài. Nên khi xem quá trình làm việc của tôi, từng là cộng tác viên ngoại trú cho các nhãn hàng tên tuổi, thì chỉ biết đã tìm thấy người đáp ứng hoàn hảo các yêu cầu đó. Nhưng còn một nhu cầu khác sâu xa hơn mà chỉ trong lòng người đàn bà này mới biết. Vừa thoạt trông thấy vẻ ngoài khỏe mạnh, khôi ngô đầy nam tính của tôi là tim Hương đã đập rộn ràng loạn xạ. Với người đàn bà hồi xuân đang thiếu thốn tình yêu và hừng hực ham muốn này, thì việc gặp một gã điển trai đô con như tôi
đã khiến chị phải chật vật lắm mới che giấu nổi sự khao khát đang trỗi dậy mà không bộc lộ ra mặt. Phải nói việc tuyển người của Hương chẳng khác gì cuộc săn tình với tiêu chí bắn một phát tên nhắm trúng hai đích. Gọi nôm na là đỡ tốn hơi tốn sức đấy mà. Đó là lý do suốt buổi sáng hôm ấy có cả đống người vào phỏng vấn, nhưng với ai Hương cũng lắc đầu quậy quậy. Đã hơn 10 năm rồi mai Hương sống với chồng trong sự tẻ nhạt và vô vị. Ông này lớn hơn chị 20 tuổi. Dù khoảng cách tuổi tác khá lớn, nhưng thời còn trẻ thì chị cũng từng say mê và ngưỡng mộ chồng. Thời gian là tác nhân bào mòn tất cả. Khi tuổi trẻ trôi đi thì với ông mọi thứ đang dần tan biến, kể cả hạnh phúc vợ chồng. Hoạt động tình dục của ông giờ chỉ còn là kỷ niệm chua xót, mà khi nhớ tới chỉ thấy lòng tràn ngập đau khổ. Có một cô vợ trẻ hừng hực bên cạnh mà ông cứ sụi lơ không thấy cục cửa, bất kể thuốc thang gì, khiến trong ông ngày càng mặc cảm vô dụng. Vài năm gần đây ông buộc phải nhắm mắt làm lơ, vờ như không biết vợ mình có quan hệ ngoài luồng với vài người đàn ông lạ. Thôi thì mình bất lực thì để thằng khác nó giải quyết giùm. Chứ như con vợ của mình hừng hực sức sống thế kia thì sao mà kiềm chế nổi. Nhỡ bị bỏ đói lâu ngày quá nó nổi điên rồi hành tội mình thì còn khốn nạn hơn nhiều. Ông vô cùng thống khổ khi phải ép lòng chấp nhận sự thật phũ phàng đó. Nhưng với Mai Hương thì những lần gian díu tình một đêm chẳng giúp chị thỏa mãn hạnh phúc gì. Đa số đàn ông đến với chị cũng chỉ là những tay săn tình theo kiểu friend with benefit, tức là hai bên cùng có lợi, chẳng hề có chút gì lãng mạn sung sướng như mong đợi. Các cuộc gặp gỡ nhầy nhụa, đầy bất trắc và gượng gạo khiến sau đó chỉ để lại cảm giác thất vọng và tủi hổ. Vài lần one night stand, tức là tình một đêm như thế, khiến cho Mai Hương thầm chua xót khi nhận ra không dễ tìm một người đàn ông cùng đẳng cấp và có khả năng giúp chị lên đỉnh thực sự. Dù có liều lĩnh dạng dày cỡ nào thì những mối quan hệ nguy hiểm đã qua cũng khiến lòng tự trọng của chị bị tổn thương không ít. Nên gần một năm nay Hương quyết định chấm dứt, không tìm tới cảm giác phù du lãng xẹt đó nữa. Đôi lúc Mai Hương cũng thấy thương ông chồng già hết đát của mình, nhưng chị hiểu rằng cuộc sống vốn khắc nghiệt sẽ loại bỏ bất cứ người nào đứng dạt bên lề mà không còn sức phấn đấu. Một thời gian khá dài sống cảnh cô đơn trống vắng, nên khi nhìn thấy tôi thì chị đã ngay lập tức có cảm tình và thầm quyết định giữ lại ngay từ đầu. Cuộc nói chuyện dài dòng tiếp theo chỉ là thủ tục. Và chị thật tình không ngờ khi đề nghị lương khởi điểm 20 triệu mà tôi cũng dễ dàng chấp nhận, khiến chị vừa ngạc nhiên vừa mừng hết lớn. Nếu lúc đó tôi làm cao đòi 50 triệu một tháng thì không chừng Hương cũng nhắm mắt đồng ý. Chị xác định việc nhận tôi vào làm là nhằm mục đích sẽ tìm cách cua tôi cho bằng được. Sau này khi nghe kể mọi chuyện qua lời tâm sự của Mai Hương, tôi mới biết mình vẫn còn khá ngây thơ và chưa hiểu gì về cái sự đời lắt léo. Theo như lời dặn của Như, tôi đến công ty vào lúc 6 giờ 30 sáng. Bước vào trong nhà đã thấy cô ngồi sẵn ở đó. Như nhìn tôi cười vui vẻ. Chào anh đúng giờ ghê ha. Xin chào, cô luôn tới sớm vậy à? Tới sớm để mời anh ăn sáng uống cà phê đi chứ. Tôi ngớ người, té ra con bé này nó có ý đồ. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì tôi giật mình vì thấy Mai Hương nhẹ nhàng từ trong nhà bước ra. Không lẽ giám đốc còn đến sớm hơn? Chị lại gần tôi, nói với vẻ thân thiện. Cậu tới sớm nhỉ? Vào đây, tôi chỉ phòng làm việc của cậu. Tôi nhìn Như, cô bé có vẻ hụt hẫng khi thấy Hương xuất hiện. Tôi khẽ lắc lắc đầu, rồi vội đi theo giám đốc.
thú thiệt luôn. Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa từng hình dung sẽ có một ngày được làm việc chung với một sếp nữ gợi cảm đến thế. Hôm nay chị mặc một cái váy màu đen, cổ áo khoét sâu, khoe hai gò ngực trắng muốt mà tôi mới thoáng nhìn đã thấy hoa cả mắt. Chị chỉ cho tôi căn phòng đầu tiên sát cạnh phòng chị. Cậu ngồi ở đây nhé, đã có sẵn máy tính và những dụng cụ văn phòng cần thiết. Đứng sau lưng ngắm vóc dáng thon thả của giám đốc, thật không thể nghĩ rằng người phụ nữ này đã hơn 40 tuổi. Chị bất chợt quay lại và bắt gặp ngay ánh mắt ngưỡng mộ của tôi. Chị mỉm cười rất tươi. Chiến xem có cần gì thêm thì cứ lập hẳn một danh sách đưa cho Như mua sắm nhé. Dạ chị, em nhớ rồi. Một lát cậu qua phòng tôi, mình cùng bàn công việc phải làm sáng nay. Dạ. Từ người chị tỏa ra mùi hương của một loại nước hoa cao cấp nào đó khiến tôi ngây ngất. Tôi than thầm, chết cha mình rồi, sao sếp gì mà lại hấp dẫn đến thế nhỉ? Chịu không nổi mà. Khi chị rời khỏi phòng, tôi ngồi phịch xuống ghế, thừ người ra một lúc cho tỉnh táo. Sau khi xem qua trang bị nơi làm việc, tôi tính toán và liệt kê những vật dụng cần thiết cho công việc, rồi mang cái list cần mua sắm qua phòng giám đốc. Vừa nhát thấy tôi, chị đã vùng vã hỏi, sao, cậu hài lòng với nơi làm việc của mình không? Dạ tuyệt vời rồi chị à, em chỉ cần mua ít dụng cụ này nữa thôi. Được lắm, ngày mai cậu sẽ có đủ. Còn bây giờ ngồi đây chị em mình bàn bạc công chuyện một chút. Chị cho tôi biết mẫu mã các loại bao bì, hộp đựng sản phẩm đang sử dụng đã quá cũ và đơn điệu. Chị muốn tôi suy nghĩ về thiết kế mẫu mới, sao cho hiện đại, sang trọng và mang tính thẩm mỹ cao, có thể tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên, làm tăng độ tin cậy về chất lượng sản phẩm. Nghe chị Hương trình bày ý tưởng, tôi thầm khen vì chị biết đặt nặng tầm quan trọng của vẻ đẹp ngoại hình. Tôi nói, các công ty lớn cũng có quan điểm như chị thôi. Hình thức đẹp làm tăng sự thu hút ban đầu đối với khách hàng. Em sẽ bắt tay vào làm ngay. Cậu nói với Như đưa các mẫu cũ để tham khảo, cần gì thêm thì cứ đề xuất nhé. Trong mấy ngày thì cậu có thể cho tôi xem phác thảo đầu tiên. Dạ, trong ngày hôm nay cũng sẽ có ít nhất một ý tưởng cho chị. Nói chuyện xong, tôi quay về phòng bắt tay vào thực hiện công việc giám đốc mới giao. Suốt buổi sáng miệt mài hăng say với dự án mới, tôi thấy cần phải chứng tỏ năng lực và giá trị của mình ngay trong những ngày làm việc đầu tiên. Cho đến gần trưa, trong khi mải mê phác họa mẫu thiết kế vỏ hộp trên máy tính, tôi không để ý giám đốc đang đi vào. Chỉ bước nhẹ như một con mèo, không phát ra tiếng động nào, rồi tới đứng sát bên cạnh. Mùi nước hoa ngào ngạt nức mũi khiến tôi ngẩng đầu lên. Chị đặt tay lên vai tôi, nói nhỏ, cậu cứ làm việc bình thường, chị chỉ đứng xem một chút thôi. Nhưng giám đốc đâu có đứng yên, chị cúi người xuống, nhìn vô máy tính gần hơn để xem tôi sử dụng phần mềm Illustrator thiết kế mẫu hộp. Không hiểu vô tình hay cố ý mà chị gần như kề hẳn bộ ngực mềm mại đang phập phồng áp sát mặt mũi, làm tôi muốn nín thở vì hồi hộp và kích thích. Tôi nói thầm, trời ạ, cứ làm vậy hoài chết em đó chị ơi. Nhưng chị đã đứng thẳng người dậy, bàn tay để lên lưng tôi nói, tạm nghỉ, đi ăn trưa với chị, lát về làm tiếp. Dạ ha, em đang mạch làm việc không thể bỏ ngang, chị đi trước đi, lát nữa em ăn sau ạ. Ừ, vậy cũng được. Chị nhìn tôi nhoẻn miệng cười rồi đi ra khỏi phòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn vào máy tính tiếp tục công việc. Nhưng kể từ lúc đó, trong đầu tôi cứ ẩn hiện hình ảnh bộ ngực đầy đặn, hấp dẫn chết người của chị. Đến đầu giờ trưa,
thì tôi đã hoàn thành bản phác thảo đầu tiên và đem nộp lên phòng giám đốc. Mới nhìn sơ qua, chị Hương khen tôi nức nở. Thật tuyệt, sao tôi không gặp cậu sớm hơn nhỉ? Tôi cười hãnh diện. Dạ, giờ chị gặp được rồi ạ. Và cả hai cùng cười vang vui vẻ. Tôi xin phép về phòng làm việc tiếp. Một tuần lễ đầu tiên trôi qua êm đềm và đầy hứng khởi. Tôi chưa bao giờ hình dung mình có một nơi làm việc đầy thân thiện và tình cảm đến thế. Ngoài hai nhân viên giao hàng thì bộ khung công ty chỉ có vỏn vẹn ba người. Tôi là gã trai duy nhất làm việc giữa hai người phụ nữ xinh đẹp thi nhau o bế. Tôi thấy mình được cưng chiều hết sức thoải mái, và tôi nghĩ chẳng có ở đâu tuyệt vời như ở đây. Tuy vậy, cũng có lúc nhìn lại quy mô công ty và tiềm năng phát triển trong tương lai thì tôi thoáng lo ngại, vì hầu như chuyện đó hoàn toàn không thể. Ở đây chỉ là nơi sản xuất mặt hàng nhà làm. Dù có được kiểm định chất lượng thì vẫn chỉ là một thứ hàng nhái theo kiểu handmade. Không có bất kỳ sự nghiên cứu và phát triển nào để nâng cấp sản phẩm, nên tiền đồ gần như bằng không. Nếu kéo dài, tôi sợ mình trở nên an phận và lục nghề. Mặc dù chỉ mới tuần lễ đầu mà giám đốc đã hào phóng hứa trả luôn cho tôi mỗi tháng 30 triệu mà không cần qua thử việc nữa. Chị Hương ngày càng đối xử thân thiết với tôi, thậm chí có những cử chỉ thân mật khiến tôi trở nên dao động vì bị cảm xúc lôi cuốn. Mới có vài hôm đầu mà tôi đã phải chật vật chiến đấu chống lại sự quyến rũ đầy ma lực của chị. Bản chất tôi vốn ham chơi và mê gái từ trong máu, mới tu tỉnh được ít lâu từ khi quen A Muối, thì bây giờ lại lọt vào một mê cung tràn ngập mùi hương đàn bà cực kỳ cám dỗ. Có chậm tiêu cỡ nào cũng thấy ngay chị đang cố lôi kéo tôi vào một cuộc đam mê hoang lạc tiềm tàng. Và tôi biết chuyện đó có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào nếu tôi chấp nhận sống buông thả. Tuy tôi vẫn rất yêu Mai, nhưng đồng thời tôi bị bầu không khí êm đềm từ nơi làm việc mới ru ngủ. Những lúc ở bên em thì tôi lại thấy bình yên trở lại. Trong lòng tôi chỉ toàn là em. Cho đến khi tôi xách cặp đến công ty làm việc mỗi sáng. Hôm đến thăm ba má A Muối, nghe em khoe tôi đã có công việc lương cao, ông già vò vò đầu tôi, nói bằng thứ tiếng Việt lơ lớ. Hay à, Lị làm tốt lắm à. Lần này nghe khen, tôi lại thấy trong lòng bối rối, chứ không hề có chút tự hào nào. Tôi biết lương của tôi có thể lên tới 50 triệu hay hơn nữa nếu tôi muốn. Có một sự thật nguy hiểm mà tôi đang cố tự đánh lừa bản thân và giấu nhẹm A Muối. Đó là chuyện tôi bắt đầu thấy thích chị Hương. Phải nói là cực kỳ thích. Tôi luôn ở trong trạng thái chực chờ bùng nổ khi ở gần bên chị. Và tôi hiểu chị biết rõ điều này hơn ai hết. Hôm tôi hoàn thành dự án thay thế bao bì, vỏ hộp sản phẩm mà giám đốc giao phó, chị vui mừng, nói rất hài lòng khi có tôi trong công ty. Nhận 20 triệu tiền thưởng ngoài lương, tôi mang về khoe với A Muối. Em reo lên như một đứa trẻ. Anh giỏi quá đi, em thưởng cho nè. Rồi em ôm tôi, hung vào má cả chục cái. Con nhóc này lúc nào cũng ngây thơ như tờ giấy trắng. Cái vụ hứa cho tôi ấy, nếu xin được việc làm, em quên mất từ hồi nào. Nhưng tôi lờ đi, vì bây giờ có quá nhiều thứ phải cân nhắc chín chắn hơn. Tôi không muốn làm tổn thương người tôi yêu quý nhất. Đi làm được 3 tuần lễ thì đến ngày sinh nhật tôi. Thật ra tôi cũng quên bén chuyện này. Nếu sáng sớm hôm đó A Muối không gọi, em biết, nhưng cố ý đợi đến đúng ngày mới nhắc nhở và happy birthday tôi luôn. Con nhóc dặn dò một tràng dài.
Chiều nay em tới nhà anh trước để đi chợ nấu ăn. Đợi anh về làm tiệc mừng sinh nhật ha. Em đặt bánh luôn rồi. Chiều người ta giao tận nhà. Nhớ về sớm nha. Không có được để em đợi lâu đó. Tôi cảm động và thấy thương con nhỏ vô cùng. Tôi biết tôi là gã con trai đầu tiên của cuộc đời em. Và em muốn em là người yêu cuối cùng của đời tôi. Em thường thủ thỉ bên tai tôi như thế. Nhưng đến gần trưa thì chị Hương đột ngột gửi cho tôi một tin nhắn. Chiều nay tan làm, cậu ở lại đi ăn với chị nhé. Chị muốn bàn với cậu vài việc quan trọng. Tôi hết hồn vì đã hẹn chiều về với Mai nên đành phải nói dối. Sếp ơi, em lỡ hẹn chiều nay sang nhà ba má em. Làm sao đây chị? Im lặng một lúc lâu mới thấy chị nhắn tin trả lời. Vậy 12 giờ trưa chị chở đi ăn rồi bàn công việc luôn. Dạ, em nhớ rồi. Thiệt là nhẹ cả người. Tôi đang xây dựng một ý tưởng mới cho kế hoạch quảng cáo sản phẩm. Và định một lát nữa sẽ đề xuất luôn với giám đốc để xin phép thực hiện. Đồng hồ chỉ 12 giờ trưa, tôi bước ra cổng đứng đợi. Hình như chị về nhà lấy ô tô sang đón thì phải. Mà đúng vậy thật. Một lát đã thấy giám đốc lái xe tới. Chị dừng xe, ra hiệu tôi mở cửa trước và ngồi bên cạnh ghế lái. Khi yên vị, tôi quay sang nhìn thì vô cùng kinh ngạc. Khi thấy chị hôm nay diện chiếc váy quay bó sát màu đỏ thẫm rực rỡ. Trông chị cứ như một đóa hồng nhung đầy khiêu gợi. Một lần nữa, tôi lại được chiêm ngưỡng bộ ngực màu trắng sứ của chị như đầy vung lên một cách kiêu hãnh. Tôi nhận ra sức hút mãnh liệt từ tấm thân đàn bà hừng hực sức sống. Mùi hương nồng nàn từ thân thể chị tỏa ra tràn ngập không gian bít bùng trong xe, khiến tôi bồng bềnh, phấn khích với cảm giác thèm muốn trỗi dậy ghê gớm. Tôi thốt lên từ trong vô thức. Trời ơi, chị đẹp quá đi. Chị quay sang nhìn tôi, rồi với tay mở hộc táp lô, lấy ra một cái hộp nhỏ gói giấy màu tím. Chị đưa cho tôi và nói khẽ: Happy birthday em trai. Tôi chưng hửng cầm lấy, và trong phút chốc thì chợt hiểu ra mọi chuyện. Hương đã biết hôm nay là ngày sinh nhật và đang cố làm điều gì đó mà tôi không thể thoái lui. Tôi buộc miệng nói: Ồ, em cảm ơn chị. Chị làm em bất ngờ quá. Hương nhìn tôi cười vui vẻ. Hôm nay phải tận hưởng em nhé. Đừng nghĩ ngợi gì hết. Dạ, em có thể mở hộp bây giờ không? Cứ tự nhiên, nó là của em mà. Tôi cẩn thận mở lớp giấy gói và thản thốt khi nhìn thấy một chiếc đồng hồ Rolex sang trọng. Tôi kêu lên: Trời ơi, sao chị tặng quà đắt tiền thế? Tại chị yêu quý em mà. Chị Hương nhìn tôi nói khẽ, kèm theo một nụ cười trìu mến. Tôi lặng đi một chút, không nói nên lời. Và hình như chính chị cũng xúc động khi thú thật lòng mình. Tôi im lặng nhìn ra ngoài, thì mới hay chị đang cho xe chạy vào đường cao tốc đi Long Thành. Tôi giật mình kêu lên: Ủa, đi đâu vậy chị? Đi Vũng Tàu. Trời đất, rồi sao chịu về kịp? Đừng lo nhé, ra đó ăn uống tắm biển rồi quay về dư sức kịp. Biết tôi lo lắng, nhưng chị bình thản ngó thẳng về phía trước và đạp ga chiếc Lexus phóng tới 120 km/h. Vì không phải là ngày cuối tuần nên gần 3 giờ chiều thì chúng tôi ra tới Vũng Tàu. Chị lái xe vào một khu nhà hàng khách sạn sang trọng ở Bãi Dâu. Thì ra chị đã đặt bàn từ trước. Tôi không ngờ chị Hương kỳ công tổ chức chuyến đi ngắn ngủi này mà tôi không mảy may đoán biết. Ra tới đây, chị Hương như biến thành một người khác. Đã đến đây rồi, chơi xả láng nghe nhóc. Tôi ngượng ngùng. Dạ,
Dạ hoài, đàn ông con trai gì yếu xìu thế kia, trông tướng cậu ra vẻ bad boy lắm mà. Khích tướng hoài, lát em cho chị chết thì đừng có khóc. Ừ, để coi hen. Nhìn thực đơn sang trọng trên bàn, tôi nói: chị đãi em linh đình quá. Chị cũng ăn, chứ có phải mình em đâu. Cứ chạy cho sướng đi ha. Nhưng khi bồi mang ra một chai Macallan 18 thì tôi kêu lên thật sự: trời ơi, uống chai rượu này thì đau túi tiền quá. Thoải mái đi cưng. Nghe chị gọi bằng cưng, tự dưng tôi đỏ mặt. Nhưng từ giây phút đó, tôi nghĩ dù sao cũng lỡ rồi, không nên làm chị Hương mất vui. Chị đã quá biệt đãi tôi, nên tôi thấy trân trọng và cảm ơn chị rất nhiều về điều đó. Nhưng hết quá nửa chai rượu thì tình hình thay đổi theo chiều hướng mất kiểm soát. Cả hai bắt đầu nói nhiều, và chị Hương không còn thèm giữ ý tứ gì nữa. Này nhóc, tối nay ngủ lại đây với chị, tâm sự tới sáng luôn nha. Đâu được, em phải về, ba má em đợi. Xạo, nhỏ bồ em đợi thì có, làm như chị ngu lắm vậy. Tôi gần như sực tỉnh khi nghe chị nói thế, và chị chỉ tay vào mặt tôi. Chị lôi cậu ra đây, cho khỏi hẹn hò với nó luôn. Thấy chị khôn ghê chưa? Lần này thì tôi tỉnh rượu thật sự. Tôi hỏi giọng gay gắt: sao chị lại làm vậy? Tại chị yêu em, cậu không thấy sao? Chị nói xong rồi nốc một hơi cạn hết ly rượu. Lúc này tốc độ uống càng lúc càng nhanh, chai rượu đã gần cạn. Chị đưa tôi cái ly: tới phiên cậu, đừng ăn gian nha. Em không có ăn gian, chỉ có chị chơi xấu thôi, lát sau về kịp. Thật ra dù đã quá say, hai người không phải bụm nhậu, mà nốc hết cả một chai rượu thì không say mới là lạ. Nhưng tôi cũng thừa hiểu không thể lái xe về Sài Gòn trong khi hơi thở nồng nặc mùi cồn như thế này. Tôi biết đã bị mắc kẹt ở đây với chị Hương. Dù say nhưng lòng tôi rối bời, định lên tiếng trách móc thì chị nắm tay tôi, nói năng lộn xộn: chị yêu em lắm biết không hả? Bữa nay chị cho em hết, ở lại đây với chị. Và chị ngồi xuống ôm ngang bụng tôi, kể lể đủ thứ chuyện, bất chấp ánh nhìn hiếu kỳ của những người chung quanh. Chị nói từ lúc mới gặp lần đầu là đã bị tôi hớp hồn. Chị kể về cuộc đời chị cô đơn trống vắng ra sao. Chị biết tôi cũng thích chị, và chí ít là cũng thèm khát thân thể chị. Nếu tôi yêu chị thì muốn gì chị cũng cho hết. Trời đất ơi, nghe lời chị nói mà đầu óc tôi quay mòng mòng, muốn ngã lăn quay theo những điều chị nói. Biết không thể ngồi đây thêm nữa, tôi cố nâng chị dậy, nhưng chị cứ gục đầu vào ngực tôi và không ngừng nói năng lảm nhảm. Ngó đồng hồ đã thấy hơn 17 giờ. Tôi nâng mặt chị Hương lên hỏi: giờ làm sao về hả chị? Về cái gì mà về, ở lại. Ở lại, chị bút phòng sẵn và thanh toán hết rồi. Biết không thể làm gì hơn, tôi nhờ phục vụ đưa chúng tôi lên phòng, trong tình trạng say sưa ngất ngưỡng, gần như mất kiểm soát. Hai tay chị Hương quấn chặt lấy cổ tôi và cố hung vào môi tôi cho bằng được. Khi tới được chiếc giường thì cả hai chị em ngã vật ra. Tôi nhìn lên trần nhà, thấy như ngã nghiêng, chao đảo. Chị Hương nằm đè lên tôi, hai tay cố kéo mạnh tụt chiếc váy quay ra khỏi người. Chị nói không ngừng: nóng quá Chiến ơi, cởi áo giùm chị mau lên, cởi ra. Cuối cùng chiếc áo ngực cũng bị lột phăng, vứt vào góc giường. Chị Hương mặt đỏ phừng phừng, trèo lên người tôi, hấp tấp mở nút áo và kéo phẹt ma tuyê quần. Chị nói liếu cả lưỡi: mau cởi quần ra, chị muốn yêu em.
Bộ ngực trần của chị như vươn cao ngay trước mặt, khiến tôi không thể rời mắt dù đang say khướt. Nhưng cũng chỉ có thế. Chị Hương không cưỡng lại nổi cơn say mềm nên ngã nghiêng rồi đổ ập lên người tôi, nằm bất động. Hai bầu ngực của chị phủ kín mặt mũi làm tôi muốn ngạt thở. Nhưng cơn thèm khát trong tôi thì lại đang ào ạt kéo đến, che mờ cả lý trí. Các giác quan chỉ còn cảm nhận thấy mùi thơm da thịt đàn bà, sự mềm mại êm ấm của cơ thể trần trụi. Tôi chỉ còn muốn lao vào cơn lốc đam mê nhục dục bằng thứ bản năng hoang dã của một con đực đến với một con cái. Tôi lật chị Hương nằm ngửa ra để bắt đầu chiếm đoạt tấm thân đang nằm yên bất động của chị. Chị đẹp đến nỗi tôi phải kêu lên trong cơn mù quáng: "Hương ơi, chị đẹp quá đi." Nhưng ngay lúc đó thì chuông điện thoại của tôi ré lên inh ỏi. Cái âm báo cuộc gọi này nghe rất kỳ cục và chói tai, do A Muối nghịch ngợm cài đặt riêng cho cuộc gọi của em. Tôi như bừng tỉnh và nhõm ngay dậy, trong lúc chị Hương vẫn nằm trần truồng, ngủ say như chết. "Sao giờ này anh chưa về?" Tôi ngó nhanh đồng hồ, đã gần 6:30. "Anh bị sếp bắt đi công tác đột xuất khá xa thành phố mà không kịp cho em biết." "Trời ơi, vậy mấy giờ anh mới về tới?" "Cưng à, phải hơn 10 giờ đêm anh mới có mặt ở nhà. Hay em ăn một mình rồi về đi nhé, kẻo ba má trông, mai anh đền." "Không chịu đâu, em đợi." "Trời ơi, tội nghiệp em, anh xin lỗi." "Anh cứ lo về đi, chạy xe cẩn thận." Lúc này tôi trở lại trạng thái tỉnh táo hoàn toàn. Chỉ một chút nữa thôi là tôi đã phản bội A Muối, mà hành động đó đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất em vĩnh viễn. Ngay cả bản thân tôi cũng không thể tha thứ cho mình. Tôi có hư thiệt, nhưng không bao giờ muốn mình là một thứ đốn mạt. Tôi nhìn chị Hương nằm đó mà thấy trong lòng xót xa và bất nhẫn. Dù rất thích chị, nhưng đó chỉ là đam mê xác thịt, chứ đâu có phải tình yêu. Nên tôi không thể tiếp tục ở đây. Tôi đặt chị nằm ngay ngắn và cố mặc lại quần áo cho chị Hương. Sau đó kéo chăn phủ ấm người chị, tắt đèn, bấm khóa, rồi đi nhanh ra cửa. Tôi phải về tới nhà trước 10 giờ đêm. Đi taxi từ Vũng Tàu về Sài Gòn sẽ mất khá nhiều tiền, nhưng tôi kệ. Không thể để A Muối chờ đợi lâu hơn được nữa. Ngồi trên xe, tôi nhắn cho chị Hương một text message khá dài: "Chị ơi, em muốn nói với chị 3 điều. Thứ nhất, em rất quý mến và kính trọng chị, nhưng em không thể làm điều chị muốn vì em yêu A Muối, con bồ của em. Suýt nữa thì em đã phạm sai lầm lớn. Em xin lỗi chị. Thứ hai, em xin nghỉ việc ngay từ bây giờ, vì nếu ở lại sẽ gây khó xử cho cả hai chúng ta. Em mong chị hiểu. Em sẽ gửi đơn xin thôi việc chính thức qua đường bưu điện. Và cuối cùng, em cảm ơn về buổi sinh nhật mà chị đã làm cho em hôm nay. Không bao giờ em quên kỷ niệm này. Em chỉ xin được không nhận món quà của chị, nó vẫn còn để trong xe. Em xin lỗi đã để chị lại một mình. Chúc chị mãi trẻ đẹp và hạnh phúc. Em của chị." Về tới Sài Gòn là hơn 10:30. Tôi gọi rất lâu, A Muối mới ra mở cửa. Con nhỏ vừa đói vừa mệt nên nằm cuộn tròn trên ghế sofa, ngủ khì từ lúc 9 giờ tối. Thấy tôi, em nhảy chồm lên, hai tay ôm cổ. Nhưng vừa hung vào mặt thì em đã ré lên: "Trời ơi, sao mùi rượu không vậy?" "Anh uống với khách. Để anh tắm rửa đánh răng rồi ra ăn nhé. Còn phải đưa em về nữa. Tối nay về khuya quá, em bị ba má la cho coi. Giờ này còn về gì nữa, ba uýnh cho bờm đầu." "Hey, vậy bây giờ làm sao?"
ngủ lại chứ sao nữa. Bữa tiệc sinh nhật do đầu bếp người Hoa này nấu cũng không tệ. Một chai rượu vang Passion rẻ tiền cũng làm cho hai đứa phấn khích, ôm nhau mùi mẫn trong lúc ăn. Đến quá nửa đêm, A Muối kéo tôi vô giường. Em vừa nói vừa cười bằng cái giọng ngây thơ vô số tội. Bữa nay em cho anh ấy đó. Tôi ngạc nhiên nhìn em. Cho ấy? Chắc chưa? Sao gan quá vậy? Không biết nữa. Tại em sợ anh buồn vì em không giữ lời hứa. Tôi ôm con nhỏ vào lòng, hôn đôi má phúng phính của nó một cái chục. Tôi nói, không bao giờ anh buồn em. Thương còn không để đâu cho hết nữa nè. Thiệt không? Thiệt 100%. Nhưng bữa nay không ấy em đâu. À Muối trố mắt hỏi dồn dập, sao vậy? Mèo chê mỡ hả? Hay có con nào khác rồi? Em không chịu đâu. Con nào? Chỉ có con này thôi. Anh mất việc rồi. Con nhỏ gần như đứng hình vì kinh ngạc. Nó lắp bắp hỏi tôi, Sao lại mất việc? Gần như cả đêm đó hai đứa đều không ngủ, vì tôi phải lựa lời và chế biến câu chuyện sao cho hợp tình hợp lý để nói với em. Nhưng con nhỏ vốn thông minh, nó vặn vẹo vào những chỗ sơ hở và vô lý mà tôi bịa đặt. Cuối cùng tôi phải nói gần như hét lên vì quá mệt. Con gái ở cái công ty đó bu anh như ruồi, làm sao anh sống nổi? Em có dám cho anh ở đó không? Nghe nói đến đó, con nhỏ nhìn tôi tròn xoe đôi mắt. Ủa vậy hả? Chứ sao nữa? Anh cứ bị tán tỉnh thả thính suốt ngày, mệt quá à. Vậy nghỉ liền là đúng rồi, mai kiếm việc chỗ khác. Dạ, tuân lệnh chị hai. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tới lúc đó mới được ôm em ngủ yên tới sáng. Nhưng ngày hôm sau, tôi lại phải đối phó với ba của A Muối, khá vất vả. Vừa thấy cái băng mặt tôi, ông chạy lại vừa hỏi, vừa hô hơ đôi đũa gắp bánh tiêu to tướng. Hay à, đêm qua lị làm gì con gái ngộ rồi? Dạ đâu có làm gì, tụi con ăn sinh nhật, có uống chút rượu say chút đỉnh, nên không dám chạy xe ra đường vì sợ cảnh sát đo nồng độ cồn. Thiệt không hả? Dạ, đứa nào nói láo trời quýnh chết ngắt á. Kể ra, nhiều lúc tôi cũng thấy mình ba xạo quá xá cỡ. Nhưng nói xạo một cách vô thưởng vô phạt thì chắc cũng không đến nỗi xấu xa đâu nhỉ. Tối về nhà thì tôi nhận ngay một tin nhắn của chị Hương. Chị xin lỗi em, tất cả là do chị làm hỏng hết mọi việc, chứ không phải em. Thôi thì chị cũng đồng ý với đề nghị xin nghỉ. Cho chị gửi em 30 triệu tiền lương tháng này qua tài khoản ngân hàng. Chúc em hạnh phúc và thành công nhé. Chị gửi lời thăm A Muối. Nói thiệt, chị ghen tị với nó lắm đó. À này, sẽ có người mang lại đưa cho em món quà sinh nhật hôm qua. Đừng từ chối, vì nó là của em mà. Hãy đeo nó trên tay để nhớ rằng em từng có người chị này nhé. Chị Hương. Cuối năm đó, hai đứa tụi tôi làm đám cưới. Một cái tiệc cưới nhỏ nhắn xinh xắn, vui nhộn. Và ngạc nhiên hơn, chị Hương cũng tới tham dự, dù tôi không có gửi thư mời. Không hiểu ai cho chị biết nữa, bà này cũng ghê thiệt. Chị vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt như muốn hớp hồn lúc trước. Nhưng lúc thấy tôi đang đứng một mình, chị tranh thủ lại gần, cụng ly với tôi và nói nhỏ vào tai. Phòng làm việc của em ở công ty vẫn để trống, chưa có ai thay thế. Em muốn quay lại lúc nào cũng được hết á. Chị nhớ em. Nói xong, chị bỏ đi. Tôi nhìn theo mà thấy lòng bâng khuâng khó tả. Nhưng cũng từ hôm đó, chưa lần nào tôi gặp lại chị. Kể thêm xíu về chuyện của tụi tôi.
Đêm tân hôn, khi nằm trên giường, tôi cằn nhằn A Muối. Giờ mà còn không chịu cho cởi đồ nữa. A Muối giờ là con vợ của tôi, ngây thơ hỏi lại: Anh muốn ấy hả? Trời đất, chứ không lẽ còn bắt tôi đợi đến khi nào nữa ha, chị hai? Con nhỏ bẽn lẽn mở to đôi mắt nhìn tôi, trông dễ thương chịu không nổi luôn đó. Mà mọi người thấy sao? Cái câu sinh ra ta, ý là cha mẹ ta, dạy dỗ cho ta nên người, chính là vợ ta. Đúng quá chứ hả? Nếu không có cú phone đúng lúc của con vợ tôi chiều hôm đó, thì bây giờ tôi đã là phi công của chị Hương rồi. Hú vía.